Đây nha, hồi mắt sáng hơn này. Ừ. Con này dễ thương nè. Hôm nay mình lại dẫn các bạn đi chơi lại ở trong xe. Mấy bạn thấy mình ở trong xe có nghĩa là mình lại dẫn đi chơi nữa. Thì mình không phải lái xe nữa các bạn. Nhưng mà hôm nay mình không phải lái xe, tại vì mình đã có một tài xế khác. Nên mình quay tài xế. Đây tụi mình đang đứng đợi mua Starbucks caramel. Caramel latte. Hello, how are you doing? Good. That's great here. What can you serve today? Can I have a caramel latte please? A caramel latte, absolutely. Venti. Absolutely. And then a pink drink, less ice, and a venti. Yeah. A venti pink drink. Mm. Yeah. Sau một tiếng lái xe thì mình đã tới rồi các bạn ơi. Đây là cái zoo. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi zoo ở Mỹ. Cho các bạn coi nó có giống Việt Nam không nha. Đấy, tập đoàn hôm nay đi chơi. Hôm nay trời nắng đẹp nha. Quá nóng. Hồi sáng là trời tưởng như mưa luôn. Buồn quá nên mình phải đi kiếm mấy con động vật. Hôm nay có Ngân và Minh đi rất vui. Anh nói nhỏ lắm, nó không vô đâu, phải nó to lên, còn đeo khẩu trang nữa. Có Ngân và Minh góp vui. Vui các bạn ơi. Vui quá. Vui. Đây là có hai group, đội đen và đội xanh. Ủa đáng lẽ mình phải là màu đỏ chứ. Sao kỳ vậy? Mình phải màu đỏ chứ. Đâu có khẩu trang nào màu đỏ. Ngọc cao được như nó. À, chị ra là bạn này đi từ trong đó ra, nằm ngoài này chơi. Mày mới sinh nhỏ nhỏ, chỉ trâu, chậu tre. Con này đâu phải con thu đâu hả? Chắc vậy đó. Bạn thấy con nai không? Này giống như đi safari ở Phú Quốc. Con bản này thì mình tự lái. Bà bé à. Các bạn thấy là xe. Thấy con này đang. Bé đang nói chuyện với con ong đó. Dục cùng đi đó. Một quát nhiều nhiều vô. Đó, nó thấy kìa, nó thấy. Đi mấy con kiến tới kia nha. Mình đang giải thích ăn như vậy. Ôi con nai, con nai đúng rồi, 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 rồi. Đây, em đây, em đây.
Tao hút. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Anh quay bên anh kìa. Ôi bên đây có một con nữa. Bên này mấy anh trắng rồi, mấy anh là về này. Mấy anh châu Á rồi nè, mấy anh châu. Này em lên YouTube mà nói như vậy. Bên này đó. Rồi bỏ đi đúng rồi. Em rồi. Đi đâu vậy anh? Chuối xuống đó thấy nó đâu. Xuất hiện nữa. Muốn lên YouTube hiểu không? Nên là qua này. Bạn này chăng nhiều rồi, cho nhịn bớt đi. Sorry bro. Anh quay cho em ăn đồ ăn nè. Tiếp coi tiếp làm gì đứng đây cho dữ. Con này nhìn hiền quá à. Sắp tiền chủng rồi. Mấy con này sắp tiền chủng rồi theo anh Hoàng Mạch nói. Lần đầu tiên mình thấy mấy con này luôn. Sao cho? Đâu anh nhìn nhìn lại em đang quay thử coi. Thôi nó lại nhìn đi. Trông rất là đẹp luôn á. Hình như con nhỏ đó ta. Không phải. Con đà điểu bự quá bự luôn. Sao hắn to quá vậy? Còn cái thổi cái canh nữa. Đây, đây nhìn nó đẹp. Con này mà lên thang cái viên như nằm trên cái bàn gì? Cái này mà bay được. Phải là cái tay phải đưa ra ngoài. Ngoan lại hả ơi, ngoan lại hả này. Ok, nó bố đời nó không ra. Mặn mập. Bây giờ mình dục vậy đó không ra. Mặn mập quá. Mặn mập quá mà nó không thèm nhìn đồ ăn luôn là hiểu rồi ha. Mày đi mặn mặn mấy con này đúng là mặn cần luôn. Ớt rồi cho mày kiểm tra. Con này là con Chi Chi. Nãy giờ thấy mấy con này giống nhau á. Lát nữa nó dục nè, mấy con này được. Hello em yêu. Hello gì ta? Không thèm. Đi đi nhắm thử đi. Bữa đang nhai cái gì á, nó lại thèm mình á. Trời đóng dưới luôn kìa, mà nó không ăn. Ừ, ngoài này quá trời luôn nè. Ngán rồi. Anh à. Mình cứ chỉ ba cái đó. Mấy con này nó không thèm ăn. Đây là mấy con dê nó đang tràn ra ngoài đường rồi mấy bạn ngu. Mấy bạn con này để mình tiêu nó nha. Nó không thèm đói hồi tới mình luôn. Đừng dê xuống lưng luôn. Mình kêu nó tới mà nó không tới. Nó nhìn cái mặt mình nó không muốn tới. Mà mặt đang bị ở trong cái chỗ sở thú. Trên đi và những đàn dê. Ơi,
Nó sắp về luôn rồi nè, cho nó ăn đi. Mắc cười anh này, lần đầu làm chuyện ấy. Đây nè, thôi mắt sáng hơn nè. Ừ, con này dễ thương nè. Lại một hành trình mới là tụi mình tới đây gọi là Rio River. Bạn thấy hoang sơ không? Nó rất xinh đẹp, xinh đẹp. Bờ ăn bụi. Đi chơi du về rồi ra ngồi nè các bạn. Thì cứ ngồi ở đây được chứ ngồi kia như nhồi những cái lùm vậy đó. Ngồi đây nó thoáng hơn, nó đẹp hơn nữa. Chơi của bạn Chinilo, mình đi cả ngày 6 giờ chiều rồi. Các bạn có thấy hay không? Nếu hay thì hãy like, share và subscribe cho kênh này nha. Video mới sẽ hấp dẫn hơn đang chờ đón các bạn.